Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shoptng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Xin chào tất cả anh em. Khi nhắc đến tướng được anh em game thủ lựa chọn nhiều nhất, chắc hẳn các bạn đang nghĩ ngay đến các vị tướng thường được xuất hiện trong đấu trường chuyên nghiệp hay là các bậc rank cao thủ thách đấu. Nhưng không, các vị tướng được lựa chọn nhiều nhất là những vị tướng thông dụng từ rank đồng đến cao thủ mà anh em nên nhớ. Theo số liệu thống kê tại Gà Rán thì lượng người chơi Liên Quân đông nhất là ở bậc rank dưới tiếng Anh và đặc biệt là rank chưa cấm chọn, nên số liệu được pick nhiều nhất mang chiều hướng của bậc rank đó với tiêu chí quen tay là trên hết, rồi mới tới ngon bổ rẻ nhá. Khi meta dần cân bằng thì điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu các vị tướng ngon bổ rẻ ra rank tốt thì chắc cần gì đến mấy vị tướng xịn sò hay đắt đỏ. Nói vậy thôi, chết vẫn muốn anh em sử dụng các vị tướng hợp meta để làm gì ư? Gánh team mạnh hơn, đột biến hơn và an toàn hơn khi sử dụng, đặc biệt lật kèo rất mạnh dù bị mất thế trận hay là ép sân khi chơi bậc rank cấm chọn. Thứ nhất, Van Hên là một vị tướng rất quen thuộc với tất cả anh em, đó chính là Van Hên. Nói xa lạ gì, em cũng rất thích cầm Van Hên đeo rank mà. Nổi tiếng với bộ kỹ năng vô cùng dễ sử dụng mà còn là vị tướng nhà nhà đều có. Chính vậy, Van Hên là vị tướng được ưa chuộng bậc nhất trong Liên Quân. Đương nhiên không phải vì lý do ai đều có mà Van Hên được lựa chọn nhiều nhá. Đó một phần là lý do thôi. Quan trọng hơn, đây là vị tướng rất được ưu tiên tại phiên bản này với hệ thống phù hiệu. Nói một chút về phiên bản hiện tại, Van Hên đang là con bài xạ thủ khả năng khống chế áo tranh đáng gờm trong đội cũng như lối đánh tự thân vận động. Vì lên nửa sát thương nửa tanker như là vị tướng đấu sĩ tay dài nên Van Hên không cần quá nhiều sự bảo kê như con bài xạ thủ của sát thương khác như là Theonas hay là Zone. Nếu anh em đánh Van Hên hãy lên Thánh Thuấn cho an toàn. Ngoài ra anh em nên lên phù hiệu phụ như là Tử Thần để có giai đoạn đầu game tránh bị gank bất ngờ. Phản tốt đầu game là sau đó anh em có thể chơi dễ dàng ở giữa một cuối game rồi. Về cách chơi, tập trung farm đầu game bởi Van Hên rất phụ thuộc vào trang bị nên rất cần vàng và kinh nghiệm nhé. Tích trước nội tại ám khí, ví dụ như là farm nhanh màu đỏ, choáng cấu rỉa hoặc là giao tranh với bài vàng, hồi phục bài xanh, ẩn nấp trong bụi và chờ đối phương tiếp cận rồi tấn công, làm choáng và sử dụng một loạt kỹ năng khác để tiêu diệt kẻ địch. Sử dụng chiêu quê hợp lý để dọn lính nhanh rồi phá trụ nhanh chóng hoặc là tăng tốc độ chạy khi địch áp sát hay là muốn soi thương. Van Hên còn rất mạnh, đáng để anh em chơi tại phiên bản này, dù đồng hay là cao thủ để ưa chuộng, không phải vì rẻ hay là quốc dân mà bởi vì sức mạnh nhá. Thứ hai, Violet. Trong phiên bản 9.30, Vio như hổ mọc thêm cánh, không cần bàn về sức mạnh của nàng này và gần như xuất hiện ở trong mọi trận đấu. Tất nhiên là rank bạch kim trở xuống nhá. Nhưng chính bởi sự bá đạo của nàng này đã khiến cho tỷ lệ chọn bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt ở chế độ cấm chọn. Đối với anh em nào có bậc rank kim cương trở lên, cô nàng trở thành con bài gần như bị cấm trong mọi trận đấu. Nhưng yên tâm, lâu lâu vẫn được sống bởi cách cấm theo sở thích của một số người chơi. Phiên bản hiện tại, Vio được búp sức mạnh nhờ thần quang. Đầu mùa S làm rất nhiều video mà hầu hết đều có Vio đều xuất hiện, chứng tỏ khả năng và sức mạnh toàn diện của nàng này. Giá 13.000 quá rẻ, lại vị tướng quốc dân vì được free sự kiện liên tục nên anh em nào gần như đều có. Chưa kể lối chơi không quá khó nên Vio trở thành một trong vị tướng quốc dân cũng không có gì làm lạ cả. Về cách chơi, học cách bắn hai lần chiêu một đạn xuyên thấu bằng cách lăn chiêu một, lúc gần hồi lại chiêu thì mới bắn, ưu tiên giữ vị trí cho tranh vì Vio có sải bắn rất là xa nên anh em có thể yên tâm. Ưu tiên đẩy trụ hay là giết mạng nha anh em, tránh việc hổ báo quá ham mạng kéo lại chết ngược. Cấu đỉa trước ở tranh bằng chiêu 1 và chiêu 2 giúp cho team bạn giành hoàn toàn lợi thế. Nhớ lên một vài trang bị phòng thủ như liên lợi mệnh hoặc là giáp bờ sinh để có thể tự tin hơn ở giao tranh cuối trận nhé. Đây là vị tướng siêu mạnh nên đừng nhiều anh em lựa chọn, không lấy gì làm lạ cả. Nhớ đeo rank thật tốt nha anh em. Thứ ba, Toro. Người mới chơi thường xem nhẹ vị trí trợ thủ, nhưng nếu tập ngay từ lúc này, tương lai lên hạng của bạn sẽ vô cùng sáng sủa và có khởi đầu hành trang làm trợ thủ đội thì Toro là sự chọn hợp lý hơn cả. Vô cùng châu chó đúng như bản chất của mình. Toro rất khó bị hạ gục nhờ nội tại và lớp khiên từ kỹ năng. Thêm vào đó khả năng khống chế rộng tốt như là nói khi đối thủ đứng hình dễ bề sự đẹp trong giao tranh. Phù hiệu mà Toro nên lên là trói buộc nha anh em, hoặc là mục giáp cũng được. Lên đồ thì anh em cứ lên đồ nhiều máu nhất, nhiều giáp nhất bởi Toro là vị tướng rất dễ chơi. Ngoài ra anh em thích sáng tạo thì ma tính là sự lựa chọn không tệ, giúp Toro hồi chiêu nhanh 1-2 cực nhanh kèm theo tung chiêu cuối khiến vị tướng này ảnh hưởng giao tranh ghê gớm hơn. Cứ auto combo 1-2 sau đó chiêu cuối, sau khi dậm 3 lần chiêu cuối xong cứ đảm bảo có tiếp chiêu 1 và 2 dùng rồi nhá. Về cách chơi cho anh em, chiêu sừng trâu có thể khiến Toro vượt được địa hình, điều này giúp bạn có thể linh hoạt hơn trong tranh, hãy tận dụng tốt nhá. Chiêu cuối đại trấn có thời gian kích hoạt khá lâu, do vậy bạn cần sử dụng một cách hợp lý khi tranh nổ ra. Châu bò không sợ soi thương nên đi check tầm nhìn cho đồng đội, bảo kê xạ thủ ăn xong tân lính thì ra check bụi đường mít, kiểm soát tầm nhìn và báo thông tin cho đồng đội liên tục nhá. Dù có khả năng mở tranh tốt nhưng chớ quên nhiệm vụ bảo kê chủ lực. S là gặp nhiều Toro cậy châu bò cứ thích đánh giao tranh, trong khi xạ thủ ở sau thì bị đám sát thủ quay chạy như chó, rất là khổ nhá. Thứ tư, Triệu Vân. Triệu Vân là vị tướng được tặng như là Van Hên, và tất nhiên Triệu Vân là một trong vị tướng đầu tiên mà các bạn yêu thích sử dụng nếu đi rừng. Tuy meta hiện tại Triệu Vân không còn quá bá, nhưng ở các bậc rank không cấm chọn, Triệu Vân vẫn xuất hiện và gánh team một cách dễ dàng, vừa chạy nhanh vừa được cường hóa đòn đánh thường. Dù Triệu Vân bá đạo hơn bao giờ hết, có khả năng kiểm soát thế trận mạnh về cuối game, bắt lẻ xạ thủ tiên địch. Đừng để Triệu Vân xanh, nếu không anh em xác định
ở các bậc rank cao vẫn nhiều anh em thích chơi triệu vân, nhưng sẽ khó khăn hơn rất nhiều bởi không còn quá nhiều con mồi đi lẻ thơm ngon hay là các trợ thủ không chích tầm nhìn. Đương nhiên, nếu bạn là một bet chuyên triệu vân, em tin chắc bạn luôn tìm được ra lợi thế và cách chơi của bản thân. Cố gắng farm và gánh đội từ từ nhé. Phù hiệu mà triệu vân hay lên là ma tính, giúp triệu vân chiêu cuối hồi nhanh chiêu 1 và 2. Triệu vân khỏe và bá đạo hơn. Chiêu 1 giúp triệu vân hóa giải ứng chế, nên hồi chiêu 1 giúp triệu vân truy đuổi hoặc thoát tranh nhanh hơn nhé. Ngoài ra, phù hiệu tử thần giúp triệu vân an toàn hơn tại đầu game, khá mạnh mà lại dễ chơi. Lưu ý khi chơi, nên nhớ rằng chiêu 1 chúng ta có khả năng hóa giải ứng chế rất mạnh, kể cả chiêu cuối đa si nhé. Xác định mục tiêu chủ lực đối phương như là xạ thủ, pháp sư, tiếp cận và dùng bộ combo mạnh để có thể ám sát và dứt điểm. Khi áp sát, chúng ta dùng long kích, triệu vân không ngại tay đôi bất kỳ vị tướng nào, kể cả các vị tướng tanker, khả năng dồn ra thương tốt. Triệu vân có sang chuẩn, vì vậy không ngán bất kỳ vị tướng nào trong kèo late game. Thứ năm, theo nát. Dễ chơi dễ thưởng là những gì mà các cao thủ đánh giá khi sử dụng theo nát. Khi có một lượng trang bị đầy đủ với kỹ năng ứng nhán, cô nàng có thể hạ gục tất cả đối thủ trên đường đi của mình, dù là đấu sĩ hay là tanker. Ở phiên bản này, theo nát trở nên cực kỳ mạnh khi có thêm phù hiệu thích hợp. Nhờ hệ thống phù hiệu, đặc biệt là phù hiệu thanh thuấn, giúp theo nát an toàn mỗi khi giao tranh. Hơn thế, phù hiệu phụ tử thần giúp theo nát có một lần thoát chết ngoạn mục. Ngoài ra, lúc cấm chọn, nếu anh em thấy tin địch không có quá nhiều vị tướng sát thủ lao vào thì có thể chọn tinh linh nhá. Meta mà hệ thống phù hiệu giúp các vị tướng late game sớm khỏe hơn, mạnh hơn thì theo nát không ngoại lệ. Theo nát xuất hiện rất nhiều và đánh cao và đánh giải. Lưu ý khi chơi, chiêu 1 giúp theo nát cường hóa sát thương và tầm đánh, khả năng đẩy trụ rất tốt mà không cần lính. Chiêu cuối khả năng gây được nhiều sát thương và khống chế khi kẻ địch ở càng xa. Anh em tận dụng điều này để có thể tối đa hóa sát thương của theo nát. Ngoài ra, chiêu cuối giúp theo nát có thể mở tranh thuận lợi và có thể ganh lẻ nhá. Hóa giải được khống chế, kể cả chiêu cuối Dashi là một vị tướng có kỹ năng chạy trốn, nên theo nát cần phải biết lựa chọn vị trí cho tranh để xả thương. Trên đây là 5 vị tướng theo thống kê của Gazán được anh em game thủ tin dùng nhất trong mùa 1 này. Sau gần 1 tháng cày rank, em thấy được rằng đây hoàn toàn là các vị tướng đáng tin dùng, đặc biệt là 3 xạ thủ Van Hen, Theo Nát và Violet là 3 vị tướng cực bá ở mọi bậc rank, kể cả các thủ thách đấu nha anh em. Nếu có bất kỳ ý kiến hay thắc mắc gì, anh em bình luận ngay đi nào. Và nếu thấy hay, chưa để quên lại một like và đăng ký kênh, bấm nút chuông bên cạnh nút đăng ký để bạn có thể nhận thông báo video mới nhất. Xin chào và hẹn lại anh em ở trong clip lần sau. Xin chào anh em, Jet xin vài giây nhé. Em giới thiệu đến cho anh em đó chính là Avatar. Tại Avatar đang có một cái tính năng vô cùng hay ho, đó chính là vòng quay may mắn. Khi các bạn tham gia vòng quay may mắn, các bạn sẽ nhận được vô cùng nhiều phần quà. Đó là gì? Đó là các voucher, thẻ điện thoại, thẻ game và các điểm thưởng Apoy cực kỳ may mắn. Đặc biệt, khi các bạn quay, bạn sẽ có cơ hội nhận được phần quà, đó chính là hơn 2 triệu đồng khi bạn quay được các số may mắn. Đặc biệt, với số may mắn trùng với kết quả sổ số miền Bắc hàng ngày, với số tiền 2 triệu, em chắc rằng các bạn sẽ có cơ hội bay cao bay xa hơn cho ngày công cuộc, đó chính là nạp game và chơi liên quân nhé. Ngoài ra, khi các bạn tham gia vòng quay này, các bạn sẽ nhận được rất là nhiều điều thú vị, ví dụ như là chọn số may mắn để tham gia thưởng Apoy chẳng hạn. Tức là số may mắn các bạn tham gia vòng quay sẽ được xem trùng với số miền Bắc hay không. Còn số các bạn chọn, nếu trùng, các bạn sẽ được cộng điểm Apoy. Điểm Apoy để làm gì? Chắc hẳn anh em còn nhớ các clip trước, đó chính là điểm Apoy sẽ giúp các bạn tăng và giảm số tiền các bạn mua thẻ Garena. Mà anh em chơi liên quân, chắc hẳn thẻ Garena là một thứ vô cùng cần thiết rồi đúng không nào? Em sẽ để link ở phần mô tả cho anh em. Tham gia ngay thôi anh em ơi, tha hồ mua thẻ Garena, thẻ game, quay ngay. Link S sẽ để ở phần mô tả, chi tiết và tận tình cho anh em nhé. Tham gia ngay cùng S ở vòng quay may mắn trên app của ta ngay bây giờ nào. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và
chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.